trên đường đó tiến về Tây Phương để gần kề Đức Phật A Di Đà cùng quan ông Thế Chín, trong đó chiêu đại thành chúng hoan hỷ vui vẻ, hoan lạc khoái lạc của ông đã, cho nên nhớ được quyết định một đời này phải về với Phật thôi. Anh có nguyện, anh có tha thiết thì anh được thành tựu. Anh lơ là, anh ỷ là công phu mà không nguyện. Phật nói dù ở niệm Phật cho nó biến mật như thành đồng phát sắc mà không có nguyện, không có tin thì làm thế nào mà phát sắc? Vì phát sắc là nhờ nguyện lực của Phật gia trì. Nguyện lực của Phật gia trì được hay không cũng là do tự lực của mình phát khởi thì nguyện lực nó gia trì. Còn chúng ta không phát khởi được, cứ ở hờ thì thành vẫn còn ở đây. Phật sao tự nguyện cứu đi, mình cũng tha thiết mình sẽ mong cứu là không đúng, không có tính, không có nhận, quan trọng lắm đó. Đạt được cái vé đi về không có là do tính và nguyện. Bây giờ chúng ta tin quay về với Phật, anh nói như vậy nghe là Phật hay lắm. Phật trước khi chúng ta làm việc đó phải quy y lại Phật, cho nên chúng ta nhắc nhở mình quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng. Quy y Phật ở trong đó là không có mê, quy y pháp không có tà, quy y tăng không có bất tịnh. Song song với đó chúng ta cũng nghĩ đến thân nhân bà con, họ hàng con cô bác, những thân nhân, những chiến sĩ trận phong đồng bào tử nạn, những người đó vô tình hay là gặp hạn mà chết, chết rừng, chết biển, chết sông, chết núi, thế thảm, họ không thể thở được. Nó sợ thần hồn vất vưởng, khổ sở vô cùng. Cho nên chúng ta cũng dùng năng lực quyền lực này mà hướng về họ để mà thay thế họ lễ Phật, đánh lễ, tha thiết, xin Phật từ bi mà gia trì, mà giúp họ cho một chúng sanh cũng được quy y với Phật, gọi được học pháp, được chứng thành ba ngôi tạng. Ở trong đó Phật là giác không có mê, pháp là chánh không có tà, là tịnh mà không có tịnh. Thì đó chúng ta cũng hướng về đó để quy y với cho tất cả ông bà tổ tiên nội ngoại, cho tất cả thân nhân bà con, cho tất cả những người đã tử nạn trên biển cả, đường sông, đường đồng, cho đến tất cả chúng sanh đã ở trên cảnh thế này, thần hồn không phải thể cũng luôn nhờ ngoài được thần lực của Phật mà được quy y và được Phật đã ban cho pháp danh là Diệu Âm Như Lai. Và mai là cái duyên này mai mốt sẽ gặp Phật nghe pháp, sẽ kính tâm và cũng đi Phật để phản sanh Tây Phương cực lạc. Cái duyên tối thẳng này chúng ta phải cố gắng chân thành tha thiết hướng về Phật để mà cảm ứng hoàn thành nguyện lực của Ngài gia trì cho chúng ta, cho tất cả bà con thân nhân, cho tất cả những người khổ nạn. Hầu đó cùng đó nguyện là nguyện một báo thân này đồng sanh về cực lạc quốc. Cho đó là cái
hướng về đảm bảo là cung kính lãnh lễ để
tâm để phát vị trí. Thank you.
Thank you.
Yeah.
Oh.
vì vô sanh giả tức như Phật tên gì chi bộ giả pháp án trạng nhiên giả linh trạng tịch vui diệu chấm thù cả đã bất vô nhân nhân bổn cùng chỉ nhân tối sơ quốc giá hố nghĩ đồng tâm nhận Phật vi chân mê chỉ trục Phật do thị nghiệp Phật khi trì lưu truyền ngũ đạo hà tùy sanh đề dị thăng trầm cảnh khổ chi yên nhiếp niệm dạy dưỡng tri sanh tự duyên sanh nhi pháp ánh bất giữ duyên không sanh duyên tự duyên diệt nhi pháp ánh sở trí vâng pháp tánh đạt nhiên thì vị sanh nhi vô sanh giả vô sanh nhi sanh giả chúng sanh mê vọng nhập tâm tích nghiệp thành của hư thọ luân chuyển vọng ký sanh diệt ư pháp tánh thể thuộc như tính hiện tượng ở trong tùy sanh được quan bổ tịch châu thể tuyệt lâm vật cảnh hộ chiêu bất vi sắc tưởng vì sắc tưởng chi khứ lai do nghiệp quả chi nghiệp nhiên giả cố chư phật ư nghiệp nhiên sanh diệt trung duy kiến vô sanh chúng sanh ư trạng nhiên vô sanh trung duy kiến sanh diệt chỉ nhân
Thank you.